Chính quyền của Tổng thống Trump đang cân nhắc liệu nên bắt đầu các biện pháp có thể dẫn đến việc áp thuế và đặt ra các hạn ngạch thương mại đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc hay không. Các hãng tin của Mỹ cho biết, Tổng thống Donald Trump sẽ chỉ đạo đại diện thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer bắt đầu điều tra các cách giao dịch thương mại của Trung Quốc theo một điều khoản của Đạo luật Thương mại năm 1974. Điều khoản này nhằm mục đích bảo vệ các ngành công nghiệp của Hoa Kỳ tránh bị cạnh tranh không công bằng khi giao thương với nước ngoài. Các viên chức chính quyền nói, một thông báo chính thức có thể được đưa ra trong vài ngày tới. Tổng thống Trump và các thành viên trong nhóm cố vấn kinh tế của ông từ lâu đã cáo buộc Trung Quốc tham gia vào các hoạt động thương mại gây phương hại đến các doanh nghiệp Mỹ, từ việc nhập khẩu thép quá mức đến việc đánh cắp sở hữu trí tuệ. Các cuộc đàm phán thương mại song phương vào tháng trước đã kết thúc mà không đạt được một thỏa thuận nào. Chính quyền Trump càng ngày càng thất vọng với sự miễn cưỡng của Trung Quốc trong việc gây áp lực lên Bắc Triều Tiên để khống chế các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Bình Nhưỡng.